bằng Freedom. Và hãy cùng dành một tràng pháo tay chào đón sự kết bạn tham gia biểu diễn của ca sĩ Tuyết Mai Ly. Đồng lửa bếp nóng cháy hồng hồng, ghe nước sôi dâng lên như chiều sông. Củ cà rốt mãi phập phồng, vui đầu năm nhắm mắt buông xuôi. Và khi nước đã ngưng sôi, trời ơi thân chín mềm rồi. Chuyện cà rốt cũng như chuyện cuộc đời, gặp thử thách mới biết đau lòng người. Nào lời chi vào đời, tâm tư mềm yếu. Nên trắng như hạt cà phê, say mê với làn nước nóng, để cho đời một chút hương vị luyến ngưu. Một quả trứng trắng tinh tinh giữa nồi nước thơm hương ruộng đồng. Lửa bếp nóng cháy hồng hồng, nghe nước sôi dâng lên như chiều sông. Kia quả trứng mãi lòng vòng, bu đầu tim đôi kháng không ngơi. Và khi nước đã ngưng sôi, trời ơi thân cứng lại rồi. Chuyện quả trứng cũng như chuyện cuộc đời, gặp thử thách mới biết đau lòng người. Nào lợi chi vào đời, tâm tư lì cương. Nên trong như hạt cà phê, say mê với làn nước nóng, để cho đời một chút hương vị luyến ngưu. Ruộng đồng, lửa bếp nóng cháy hồng hồng, nghe nước sôi dâng lên như chiều sông. Củ cà rốt mãi phập phồng, vui đầu năm nhắm mắt buông xuôi. Và khi nước đã ngưng sôi, trời ơi thân chín mềm rồi. Một quả trứng trắng tinh tinh giữa nồi nước thơm hương ruộng đồng. Lửa bếp nóng cháy hồng hồng, nghe nước sôi dâng lên như chiều sông. Kia quả trứng mãi lòng vòng, bù đầu tim đôi kháng không ngơi. Và khi nước đã ngưng sôi, trời ơi thân cứng lại rồi. Chuyện quả trứng cũng như chuyện cuộc đời, gặp thử thách mới biết đau lòng người. Nào lợi chi vào đời, tâm tư lì cương. Nên trong như hạt cà phê, say mê với làn nước nóng, để cho đời một chút hương vị luyến lưu. Nên trong như hạt cà phê, say mê với làn nước nóng, để cho đời một chút hương vị luyến lưu. Nên trong như hạt cà phê, say mê với làn nước nóng, để cho đời một chút